Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một ngày thật tươi vui và hạnh phúc. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Cái tên Huệ Anh Hồng có thể sẽ xa lạ với nhiều người, nhưng với những khán giả trung thành của bộ phim Ỷ Tiên Đồ Long Ký phiên bản năm 2000 của TVB sẽ không thể quên được vai diễn diệt tuyệt sư thái lạnh lùng mà cô từng tạo dấu ấn. Huệ Anh Hồng sinh năm 1960 tại Hồng Kông, cô là một trong những nữ diễn viên kỳ cựu còn đạt được nhiều thành tựu và thành công cho đến ngày hôm nay. Huệ Anh Hồng chính thức bước chân vào làng giải trí từ năm 1977 và cơ duyên gặp được nhiều tiền bối giỏi nên cô có dịp học hỏi và trở thành nữ diễn viên mang hình tượng đả nữ của màn ảnh Hoa ngữ. Tuổi thơ của Huệ Anh Hồng khá cơ cực và nghèo khổ. Năm 14 tuổi, cô buộc phải bỏ học sớm và ra ngoài lao động kiếm tiền vì nhà nghèo, đông anh em. Trong quá trình đó, cơ duyên may mắn đưa Huệ Anh Hồng gặp được đạo diễn Trương Triệt, người từng lăng xê thành công những tên tuổi lớn của làng giải trí Hồng Kông như Địch Long, Khương Gia Vệ. Nhận thấy nữ diễn viên có tiềm năng nên vị đạo diễn đã đào tạo và giúp cô có kỹ năng diễn xuất cũng như bắt đầu huấn luyện cô học võ thuật và cuộc đời diễn viên của cô bắt đầu từ đó. Khoảng thời gian thập niên 80-90, Huệ Anh Hồng tham gia rất nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình, dù không xuất thân từ những trường lớp diễn xuất. Nhưng dường như năng khiếu bẩm sinh của cô đã được phát huy đúng chỗ. Vào nghề được hơn 4 thập kỷ, Huệ Anh Hồng đã bỏ túi hơn 100 bộ phim hành động lớn nhỏ. Với hình tượng đả nữ được xây dựng từ đầu, Huệ Anh Hồng đã phải hy sinh khá nhiều vì những phân cảnh đánh đấm hầu như đều để lại thương tích đáng kể. Vào năm 2018, Huệ Anh Hồng đã nhận được giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Mã danh giá. Tính đến nay, Huệ Anh Hồng chỉ đứng sau Trương Mạn Ngọc, người đang giữ kỷ lục 5 lần đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc của giải thưởng này với 3 lần vinh danh. Nhìn những thành công hiện tại của Huệ Anh Hồng, ít ai biết được cô từng trải qua nhiều cay đắng và đau khổ trong cuộc sống đằng sau máy quay. Những ngày đầu khi mới bước chân vào nghề, Huệ Anh Hồng được các tiền bối hỗ trợ hết mình và từ đó cũng gặt hái được nhiều thành công so với đồng nghiệp cùng thời. Thời điểm đó, Huệ Anh Hồng gắn liền với hình ảnh đả nữ khá nam tính, nên cô muốn thay đổi hình ảnh mình bằng cách chấp nhận chụp ảnh khỏa thân cho tạp chí Playboy để hướng đến hình tượng nữ tính, quyến rũ, để tìm được những kịch bản phim tình cảm lãng mạn. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của mình, ngay sau khi tạp chí được công bố, Huệ Anh Hồng bị chỉ trích thậm tệ khiến cô bị trầm cảm trong thời gian dài. Điều đáng sợ hơn là lúc này, Huệ Anh Hồng quá suy sụp và từng nghĩ cái chết bị tẩy chay dữ rồi. Việc đóng phim là sự nghiệp cả đời của cô. Nếu không được khán giả chấp nhận, Huệ Anh Hồng cho rằng cuộc sống này không còn ý nghĩa gì cả. Tuy nhiên, sau này khi nhắc lại biến cố năm xưa, Huệ Anh Hồng thừa nhận rằng đã vô cùng hối hận khi nghĩ đến chuyện tự sát. Tôi chưa bao giờ làm sai điều gì ngoài trừ quyết định tự sát. Đó là quyết định ngu ngốc nhất mà tôi từng thực hiện trong cuộc đời, nữ nghệ sĩ lão làng trải lòng. Về cuộc sống đời tư của Huệ Anh Hồng luôn là một ẩn số đối với truyền thông. Người ta thường nhắc đến cô như một nữ diễn viên thực tụ hết lòng với nghề. Tuy nhiên, ở tuổi 59, nữ diễn viên ấy vẫn sớm tối một mình, thời gian rảnh rỗi thường gặp gỡ bạn bè, luyện tập sức khỏe hoặc tự hưởng thụ cuộc sống của mình. Nhiều nguồn tin cho biết, sở dĩ Huệ Anh Hồng dồn sức cho công việc vì cô đã trải qua nhiều biến cố tình cảm trong quá khứ. Thời hoàng kim nhất trong sự nghiệp, Huệ Anh Hồng cũng trải qua nhiều cuộc tình. Cô từng chia sẻ rằng mình có một người bạn trai rất tốt, nhưng sau đó lại không thể chấp nhận những bức ảnh khỏa thân năm xưa và đề nghị chia tay. Vào những năm 1980, Huệ Anh Hồng cũng có tình cảm với đạo diễn võ thuật nổi tiếng, nhưng sau đó người đàn ông này cũng phản bội cô và đi theo tình nhân trẻ. Chuyện tình cảm gian truân không nói, đến những năm gần đây, người thân của Huệ Anh Hồng lần lượt qua đời. Trong số đó, người anh trai mà cô hết mực thương yêu và cũng là diễn viên nổi tiếng một thời, Huệ Thiên Tứ, qua đời trong cô độc. Huệ Anh Hồng rất đau lòng khi không thể ở bên cạnh anh lúc lâm chung. Cuối năm 2016, mẹ của Huệ Anh Hồng cũng bệnh nặng và qua đời, khiến cô không khỏi suy sụp.
Đó chính là lý do những năm gần đây nữ nghệ sĩ không mặn mà với chuyện tình cảm. Điều cô cần làm duy nhất chính là tập trung vào sự nghiệp của mình. Dù tuổi đã cao, nhưng Huệ Ánh Hồng vẫn quyết tâm theo đuổi hình tượng đà nữ. Cô từng tuyên bố rằng vẫn sẽ gắn bó với nghề đến hơi thở cuối cùng. Ở tuổi 60, cô vẫn trẻ khỏe như thiếu nữ đôi mươi. Không những thế, cô còn biết giữ gìn vóc dáng thanh mảnh khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.